là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, giúp thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, dịch vụ công và các hoạt động xây dựng có liên quan. Trong năm 2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành những mục tiêu trọng tâm về xây dựng của thành phố. 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2019. Cuối năm 2018, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình số 5, chương trình giảm ngập nước, vinh dự là cơ quan thường trực 2 trên 7 chương trình đột phá của thành phố. Chương trình đột phá giảm ngập nước năm 2019 đã giải quyết được 22 trên 37 tuyến đường trục chính ngập nước do mưa, đạt 59,46%, 151 trên 179 tuyến đường hẻm ngập do mưa, đạt 84,35% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Đã giải quyết 4 trên 9 tuyến đường trục chính ngập do triều, đạt 44,44%. Đã đưa vào vận hành 3 nhà máy xử lý nước thải, Bình Hưng giai đoạn 1, Bình Hưng Hòa, Tham Lương Bến Cát và các trạm xử lý nước thải khu dân cư tập trung, tổng cộng khoảng 370.000 mét khối, đạt tỷ lệ 21,2%. Đồng thời, đang triển khai xây dựng 2 dự án nhà máy xử lý nước thải, Bình Hưng giai đoạn 2 và Như Lộc Thị Nghè. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị đã có những chuyển biến tích cực, nhận được sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền ở địa phương. Các hạng mục hạ tầng xã hội đô thị được quan tâm đầu tư gồm trường học, bệnh viện, cung cấp nước sạch, thực hiện tốt công tác phân vùng, giảm thất thoát nước, đảm bảo việc cung cấp nước sạch liên tục cho người dân, tăng cường mảng xanh công viên cho khu vực nội thành. Các khu dân cư, khu đô thị mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật được tiếp tục đầu tư và hoàn thành theo 4 hướng phát triển của thành phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Không chỉ dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi đổi mới, đột phá về thể chế và tiên phong trong rất nhiều mô hình phát triển. Và cải cách hành chính là một trong những điểm sáng của Sở Xây dựng thành phố, hiện thực hóa bằng hàng loạt hoạt động hiệu quả. Ra mắt ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến app Mobile SSD 247, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động của Sở Xây dựng, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng sổ tay hướng dẫn cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, ban hành quy trình giải quyết hồ sơ thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong cấp giấy phép xây dựng, rút ngắn thời gian thực hiện của nhóm thủ tục từ 3 quy trình: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, chỉ còn một thủ tục hành chính là cấp giấy phép xây dựng. Triển khai phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến Ủy ban Nhân dân các quận huyện để làm tài liệu tuyên truyền. Triển khai thực hiện việc gắn mã QR code vào giấy phép xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý thông tin về giấy phép xây dựng. Thực hiện chỉ thị số 23 CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp, cách thức và toàn diện từ thành phố, sở ngành, quận huyện đến phường xã. Trong đó, chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo tính kỷ cương, nghiêm minh và chặt chẽ, có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm tình trạng xây dựng sai phép, đặc biệt tại các công trình có quy mô lớn, nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của cá nhân người đứng đầu trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, đạt được nhiều kết quả tích cực. So với trước khi triển khai chỉ thị 23, các trường hợp vi phạm hành chính bình quân trên một ngày trong hoạt động xây dựng đã giảm 41,1%. Nhằm phát huy sáng kiến của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước và giải quyết các vấn đề then chốt cho sự phát triển của thành phố hiện nay, chuẩn bị cho các chương trình, đề án trọng tâm cho nhiệm kỳ Đại hội 11 giai đoạn 2020-2025 dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng đã chủ trì và thực hiện thành công 4 hội thảo quốc tế quan trọng. Hội thảo quốc tế định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019-2025. Hội thảo quốc tế giải pháp nhà ở đáp ứng tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2035. Hội thảo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân,
khuyến nghị cho thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019-2035. Hội thảo trong nước, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển và triển khai mô hình PPP nhà ở thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Những kinh nghiệm, bài học và sáng kiến mới được rút ra từ các hội thảo là cơ sở để Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt các đề án chuyên ngành phát triển cho từng lĩnh vực, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực công viên cây xanh, cấp nước và chiếu sáng đô thị trong giai đoạn kế tiếp. Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố, chương trình giảm ngập nước thành phố, khai thác duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị. Năm 2019, lần đầu tiên Sở Xây dựng được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn, là một điểm đến văn hóa quen thuộc vào mỗi dịp Tết đến xuân về của người dân thành phố. Mặc dù lần đầu được giao nhiệm vụ tổ chức, Sở đã, đang và sẽ nỗ lực hoàn thành tốt việc mang đến một kỳ hội hoa xuân thành công và đặc sắc cho người dân. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, với mong muốn nâng cao hiệu quả quản lý và nhìn nhận tầm quan trọng về điểm nhấn cảnh quan khu vực trung tâm thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định chuyển giao và bổ sung chức năng việc quản lý công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ từ Ủy ban Nhân dân quận 1 qua Sở Xây dựng. Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, Sở đã thực hiện việc chỉnh trang, sửa chữa nhằm cải tạo cảnh quan cho khu vực và nâng cao tiện ích khai thác, phục vụ cho người dân. Với những công tác đã thực hiện, công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đang dần có những chuyển biến tích cực, đáp ứng mong muốn của nhân dân thành phố. Công tác quản lý các dự án đầu tư công của Sở Xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trên nhiều mặt. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư công hàng năm đều tăng. Nhiều dự án trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trụ sở hành chính được thẩm định, phê duyệt. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Năm 2019, Sở Xây dựng đã ban hành 58 quyết định phê duyệt, kết quả thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tăng 13 quyết định phê duyệt, kết quả thẩm định so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức đầu tư phê duyệt 7.842 tỷ đồng, tăng 4.223 tỷ đồng, tương đương 116,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tiết giảm trên ngân sách gần 275 tỷ đồng, tăng 170,86 tỷ đồng, tương đương 164,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng diện tích sàn xây dựng phê duyệt 387.422m², tăng 160.801m², tương đương 71%. Trong đó, có các dự án trọng điểm nhóm A của thành phố như dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỷ đồng, dự án xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Trong năm qua, được sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện, thường xuyên nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ngành xây dựng. Đặc biệt, sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai xây dựng. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kế hoạch số 3333 về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ chung của ngành xây dựng. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân luôn được đảng ủy, ban giám đốc sở quan tâm, tập trung chỉ đạo. Các nghị quyết, chỉ thị của thành ủy được đảng ủy, ban giám đốc sở triển khai cụ thể thành các nghị quyết của đảng ủy sở nhằm quán triệt đến từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đưa nghị quyết, chỉ thị của ban thường vụ thành ủy vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, công tác đoàn thể luôn được quan tâm, chú trọng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức thực hiện chủ đề tuổi trẻ sở xây dựng tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo với các hoạt động sôi nổi như hoạt động về nguồn tại ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Tổ chức kết nạp đảng cho 4 đoàn viên ưu tú tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện các công trình thanh niên như xây dựng quy trình, quy chế, trang website sở, ứng dụng di động. Tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội tại Cần Giờ, làng thiếu nhi Thủ Đức. Tổ chức nghỉ dưỡng cho công chức và người lao động cơ quan sở năm 2019 tại thành phố Đà Lạt, thu hút 356 người tham dự, tăng 19,5% so với năm 2018. Tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2019, trao quà cho các cháu thiếu nhi tham dự đêm hội, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công chức người lao động đạt thành tích tốt trong năm học và kỳ thi tuyển sinh đại học. Đảng ủy, ban giám đốc sở xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những công tác chính trị hàng đầu, quan trọng đặc biệt, cần phải thực hiện tốt nhằm góp phần đảm bảo ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đã được đảng ủy, ban giám đốc sở quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp. Việc tiếp công dân được xem xét giải quyết theo nguyên tắc thấu tình đạt lý. Năm 2019 cũng đánh dấu nhiều chương trình hợp tác quan trọng của Sở Xây dựng thành phố như ngày 19 tháng 12 năm 2019, Sở Xây dựng và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch hợp tác liên quan, tổ chức các hội thảo khoa học, mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề triển khai hoặc thử nghiệm công nghệ mới, kết cấu mới trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật công trình chuyên ngành với mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngay sau hội thảo quốc tế định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019-2025, Sở Xây dựng đã có buổi thảo luận với lãnh đạo National Park, Ủy ban Quản lý Nhà nước lĩnh vực công viên cây xanh tại Singapore, thỏa thuận hợp tác trong việc đào tạo cán bộ, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu kỹ thuật, quy chuẩn chuyên ngành để nghiên cứu áp dụng thực tế, nhằm tạo bước đột phá trong việc phát triển lĩnh vực công viên cây xanh trong thành phố hiện nay. Với 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2019, cùng với nhiều thành tựu trong lĩnh vực xây dựng, đã tạo ra thế và lực cho Sở Xây dựng nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng phát triển, góp phần xây dựng đô thị thông minh với nhiều tiện ích trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những thành tựu đạt được đã minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của Sở, là kết quả từ sự đoàn kết một lòng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Từ đó tạo nên sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn, góp phần đưa Sở Xây dựng ngày càng phát triển vững mạnh.